đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc các bạn có những thông tin thật thú vị và những giây phút thoải mái cùng với chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất cứ tin tức gì. Còn bây giờ, xin mời quý vị sẽ đến với những tin tức hot nhất trong ngày. Nhật Kim Anh không nghi ngờ người thân chủ mưu vụ phá két sắt. Nhật Kim Anh xuất hiện tại phim trường với vẻ phờ phạc buồn bã. Cô cho biết hiện công an đang tích cực tìm kiếm thủ phạm vụ phá két sắt trộm 5 tỷ đồng. Nhật Kim Anh bức xúc vì trộm cưỡng mất 5 tỷ đồng. Chiều 18 tháng 7, nữ diễn viên Nhật Kim Anh có mặt tại phim trường để chuẩn bị cho những cảnh quay trong Vua Bánh Mì. Nữ diễn viên ăn mặc giản dị, khuôn mặt buồn bã phờ phạc sau vụ trộm đột nhập nhà riêng lấy cắp tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng. Chia sẻ với báo, nữ diễn viên cho biết cô vẫn chưa hết bàng hoàng và lo lắng sau sự việc xảy ra. Nhật Kim Anh kể lại vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 7, khi đang trên đường từ Cần Thơ về thành phố, cô kiểm tra camera thì thấy trong nhà vẫn bình thường. Đến khoảng 20 giờ, khi xem camera lần nữa, nữ diễn viên phát hiện két sắt bị phá tung, mọi thứ trong nhà bừa bộn hỗn loạn. Lúc đó tôi tá hỏa, tay chân bủng rủng, ngay lập tức tôi đã gọi bảo vệ chung cư nhưng không được. Sau đó tôi đến công an trình báo sự việc và họ cử người xuống phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc. Toàn bộ tiền mặt trong két sắt là tiền hàng chưa trả, ngoài ra còn nhiều tài sản khác tổng giá trị hơn 5 tỷ đồng, Nhật Kim Anh chia sẻ. Nữ diễn viên không nghi ngờ người thân là chủ mưu vụ phá két sắt. Nếu là người thân thì họ sẽ ra tay lúc tôi đang đi nước ngoài hơn 25 ngày, chứ không đợi đến thời điểm tôi về nước để trộm cắp, cô cho biết. Ngay sau khi xảy ra vụ trộm, Nhật Kim Anh vẫn đến phim trường và tiếp tục quay các cảnh trong phim truyền hình Vua Bánh Mì. Nữ diễn viên tích cực tập luyện, đọc kỹ lời thoại, phối hợp với các diễn viên trong đoàn. Đạo diễn Phương Điền chia sẻ những ngày qua, Nhật Kim Anh vẫn đến đúng giờ và thực hiện trọn vẹn các cảnh quay. Đoàn phim rất thông cảm và tạo mọi điều kiện để Nhật Kim Anh giải quyết những vấn đề liên quan đời sống cá nhân. Tuy nhiên, nữ diễn viên không để cảm xúc cá nhân chi phối vào vai diễn của cô. Tôi đề cao tính chuyên nghiệp của Nhật Kim Anh, đạo diễn Vua Bánh Mì cho biết. Khi biết tin biệt thự của Nhật Kim Anh ở huyện Bình Chánh bị trộm đột nhập, các diễn viên trong đoàn phim đã chia sẻ an ủi động viên cô. Họ mong muốn cơ quan điều tra sẽ sớm tìm ra thủ phạm, trả lại số tài sản đã mất cho Nhật Kim Anh. Ngân 98 lên tiếng khi bị tố ở dơ quỵt tiền nhà, tất cả chỉ là dàn dựng ăn nói hàm hồ. Lương Bằng Quang và Ngân 98 đối mặt với rắc rối tiền bạc, mới đây bị một chủ nhà bóc phốt, tố cáo ở bẩn, quỵt tiền nhà. Vừa chia tay Lương Bằng Quang không bao lâu, Ngân 98 lại bị chủ nhà cho thuê tố không trả tiền và ăn ở bừa bãi khiến nhiều cư dân mạng bất ngờ. Hậu chia tay sau 3 năm hẹn hò, Lương Bằng Quang Ngân 98 liên tục khiến cư dân mạng mệt mỏi bởi những ồn ào xung quanh. Sau khi tố bạn trai ngoại tình tại nhà lúc còn yêu nhau, vừa qua cặp đôi tai tiếng lại bị tố ở dơ quỵt tiền và không trả thuở còn mặn nồng. Trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng bất ngờ khi biết Ngân 98 và Lương Bằng Quang bị một cư dân mạng bóc phốt tố không trả tiền nhà và cũng như quỵt tiền. Theo như người này chia sẻ trước đây, khi cả Ngân 98 và Lương Bằng Quang đang yêu nhau, nam ca sĩ đã thuê nhà này để ở cho bạn gái cũng như kinh doanh online. Căn hộ này thậm chí đối diện ngay chỗ ở của Lương Bằng Quang để hai người tiện đi lại với nhau. Tuy nhiên sau một thời gian cả hai đã chia tay, Ngân 98 đã dọn đi không ở căn nhà thuê này nữa. Chủ nhà bóc phốt Lương Bằng Quang và Ngân 98 không trả tiền, tuy nhiên người này còn tố ở bẩn cũng như tính đàn bà. Hot Girl 98 và Lương Bằng Quang cặp đôi cùng dắt tay nhau nổi tiếng nhờ thị phi. Giới trẻ lôi trôi nhiều 9x đời cuối và 10x rất ngưỡng mộ em Hot Girl Ngân 98 này. Vì vòng một bự và eo thon, trên Facebook tối ngày em này livestream khoe vòng một để bán kem trộn, quần áo gì đó. Túm lại sống ảo thì ói luôn, em này được chú Lương Bằng Quang chăn râu nên Quang thuê căn hộ của Quỳnh cho em Ngân 98 mở. Mấy tháng gần đây em này có dấu hiệu nợ tiền nhà dây dưa, thấy báo chí rầm rộ cặp đôi này chia tay là mình biết em Ngân sẽ sớm xù hợp đồng thôi. Lúc trước khi thuê, cha Quang còn nổ banh xác, nặng nặc đòi ký hợp đồng 3 năm nhưng Quỳnh không đồng ý, chỉ ký 1 năm. Và cả tháng nay em Ngân không chuyển tiền nhà, mình biết lại máy chuồng vì coi Facebook thấy livestream ở một chung cư khác. Chia tay anh Quang thì phải chuyển chỗ ở thôi chứ đối diện sao nhìn mặt nhau, trẻ con thì thường hành xử theo kiểu trẻ con, chứ nếu không có tiền đóng tiền nhà và muốn kết thúc hợp đồng sớm thì mình tha cho thôi. Đằng này không có một lời và lẳng lặng chuồng luôn, Ngân 98 còn hứa lãnh lương thanh toán nữa chứ. Nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin cho Ngân 98 không có hồi âm, mình quyết định thuê thợ khóa đến phá cửa, một cảnh tượng hải hùng trong căn hộ mà không tin nổi. Một con gọi là hot girl, ở dơ tàn canh,
gặp ban quản lý. Thì bé ở văn phòng kia nói con Ngân này ở dơ lắm, mà nó từ Bình Định vô chơi dọn 4 ngày, nó ăn ở bày bừa vẫn chưa xong. Má nó ói lên ói xuống vì nó ăn uống xong, nó... Đây đây, một bộ mặt đàn ông tỏa sáng ở khúc này, chia tay anh lại đòi quà. Gặp ca này nên Quỳnh điên chửi à, mời mọi người coi clip chửi của Quỳnh. Hôm nay Quỳnh đưa Ngân 98 và Lương Bằng Quang lên cúng Facebook để cho bàn dân thiên hạ biết, mà né hai đứa dơ bẩn này ra. Tụi nó livestream sống ảo ra ngoài bóng lộn. Từ đầu tới đích, mày dơ tàn canh và nhân cách như đống rác vậy. Dẫu biết dơ Facebook nhưng thôi ráng khoe giúp tụi nó nổi tiếng hơn. Mấy bạn có tò mò thì sợ trên mạng nhan nhản tin nhảm của cặp đôi này, giận điên người. Tin nhắn hỏi thuê nhà của Lương Bằng Quang. Liên hệ đến Ngân 98, cô cho biết suốt thời gian qua, cô không một ngày bình yên với quá nhiều chuyện xảy ra. Cô cho biết mình không thể như vậy, tất cả bị người kia dàn dựng lên. Trước sự việc này, Ngân 98 cho rằng những gì đã tố của chủ nhà đều hoàn toàn không chính xác. Cô còn bị tố ăn ở bẩn đến nỗi mẹ ruột từ quê lên chơi phải dọn dẹp mấy ngày. Ói lên ói xuống vì đồ ăn thừa để móc meo. Bốc mùi hôi thối, bạn gái cũ Lương Bằng Quang chia sẻ, Ngân thuê bên này hợp đồng 1 năm và Ngân còn đến 3-4 tháng nữa mới hết hợp đồng, nhưng mà Ngân dọn đi trước không mở nữa, thì chấp nhận mức cọc. Trong nhà đó vẫn còn tài sản là nội thất của Ngân trị giá 60 triệu, chị Quỳnh không trả, Ngân cho chị ấy giữ luôn. Với cả những gì mà chị ấy nói bảo vệ, nói mẹ Ngân vào chơi dọn nhà cho Ngân đều là chị ấy tự dựng chuyện hết, cũng như quần áo bừa bộn trong nhà cũng là chị ấy tự dàn cảnh và dập post lên Facebook. Chị ấy nói tất cả đều không có chứng cứ nên Ngân cũng không muốn đôi co, vì trước giờ tiếp xúc với chị ấy thì chị ấy là dạng người rất hàm hồ và háo thắng. Ngân dọn đi, Ngân đổi số điện thoại, Ngân không ở nữa là chấp nhận mất cọc. Không chỉ vậy, trước khi thuê nhà, Ngân 98 cho biết chị thuê nhà còn toàn bộ nội thất được cô và bạn trai cũ Lương Bằng Quang trang trí. Ngân 98 thẳng thắn chia sẻ thêm, những nội thất bên đó là của Ngân và anh Quang, chị ấy không chịu trả, nên chị ấy và anh Quang có cãi vã qua lại, và rồi chị ấy tự dàn cảnh để bóc phốt Ngân lên mạng. Chị Quỳnh tự dàn cảnh dựng chuyện để bóc phốt Ngân, xong lóc luôn Facebook Ngân luôn. Ninh Dương Lan Ngọc bị tố sửa mũi đến biến dạng khiến gương mặt mất cân đối. Chiếc mũi như một từ trán không cân xứng với gương mặt, khiến nhiều người cho rằng Ninh Dương Lan Ngọc đã can thiệp dao kéo, nhưng lại không đem đến kết quả như ý muốn. Tối ngày 15 tháng 7, một người bạn của Ninh Dương Lan Ngọc chia sẻ lên mạng xã hội clip nữ diễn viên say sưa hát và làm trò khi đi ăn uống tụ họp cùng hội bạn. Cô nàng chơi một lúc liên khúc nhiều ca khúc như Cầu Hôn, 1234 của bạn trai tin đồn Chi Dân Bad Boy. Đồng thời còn hài hước cho biết rằng với giọng hát nội lực và điêu luyện này, Lan Ngọc muốn được hát tại đám cưới sắp tới của Đông Nhi và ông Cao Thắng. Không những vậy, sẽ hát nguyên một album của Đông Nhi và có thể hát một bài 10 lần để phục vụ quan khách. Tuy nhiên, sự hài hước và giọng ca cực khủng của Lan Ngọc không phải là điều duy nhất khiến công chúng chú ý trong đoạn clip, mà ở một chi tiết khác, chiếc mũi có phần lạ của nữ diễn viên chính là điều làm cư dân mạng hoang mang vì có sự thay đổi khá rõ rệt. Nhiều người cho rằng mũi của Ninh Dương Lan Ngọc không tự nhiên như mọc từ trán, khiến cho gương mặt trở nên mất cân xứng và hơi đáng sợ nếu nhìn ở góc nghiêng. Ninh Dương Lan Ngọc biểu diễn văn nghệ mua vui cho bạn bè, nhưng chiếc mũi kỳ lạ này mới là điểm gây chú ý. Chính vì vậy, cư dân mạng cho rằng Ninh Dương Lan Ngọc đã đụng chạm đến dao kéo để sửa mũi hoặc tiêm filler để có được một chiếc mũi ưng ý hơn. Tuy nhiên, không biết Lan Ngọc đã phẫu thuật hay tiêm cái gì mà để chiếc mũi trở nên mất tự nhiên đến như vậy. Hôm qua xem, định hỏi Lan Ngọc làm mũi à, đang xinh rồi. Tớ nghĩ do make up thôi, chứ coi mấy chương trình thấy bình thường mà. Make up nhìn ngang không thể cao và thẳng như thế này được. Nó nói thẳng từ trán ra mà. Đánh khối thì nhìn chính diện có thể lầm, nhưng nghiêng thế này thì sao mà đánh khối. Thôi chị nhà xinh xắn rồi, mong sao một thời gian thì nó sẽ bình thường, bớt thẳng hơn. Cộng đồng mạng bàn tán xôn xao về chiếc mũi lạ thường của Ninh Dương Lan Ngọc. Bên cạnh những ý kiến thắc mắc về chiếc mũi đáng sợ của Ninh Dương Lan Ngọc, nhiều người cũng cho rằng có thể là do lỗi trang điểm đánh khối, chứ cô nàng hoàn toàn không đụng chạm dao kéo. Nguyên nhân cũng bởi từ trước đến nay Lan Ngọc luôn nổi tiếng là sao nữ, sở hữu vẻ đẹp tự nhiên đầy thuần khiết. Hình ảnh góc nghiêng cách đây không lâu của Ninh Dương Lan Ngọc, liệu nguyên nhân nào đã khiến cho chiếc mũi của Ninh Dương Lan Ngọc thành ra như thế này? Trấn Thành ngọt ngào cùng Harry Won tại Hàn Quốc để kỷ niệm 3 năm ngày cầu hôn. Loạt ảnh mới nhất của Trấn Thành và Harry Won ở Hàn Quốc đang khiến nhiều người ghen tị. Cách đây mấy hôm, Harry Won đã chia sẻ lại những bức ảnh 3 năm trước Trấn Thành cầu hôn mình. Nhìn lại những hình ảnh ngọt ngào, nhiều người thầm ghen tị với những gì mà Harry Won đang có.
kỷ niệm 3 năm ngày cầu hôn. Khác với những cặp đôi khác, thay vì lựa chọn đi châu Âu để kỷ niệm những ngày lễ đặc biệt, thì Trấn Thành lại đưa Hari Won về Hàn Quốc. Cặp đôi đã có những ngày ở quê ngoại hết sức ngọt ngào. Mới đây, trên trang cá nhân, Trấn Thành chia sẻ bức ảnh chụp của hai vợ chồng, nam danh hài ngọt ngào chú thích Korea Summer. Có vẻ kỳ nghỉ mùa hè này cũng đúng dịp kỷ niệm 3 năm ngày cầu hôn nên cặp đôi quyết định chơi lớn luôn. Những bức ảnh trong chuyến về quê cũng được Hari Won chia sẻ trên trang cá nhân. Cặp đôi đã quyết định đi mua sắm, đi xem phim, cũng như thăm thú Hàn Quốc. Nhiều người chú ý về mái tóc xoăn của Trấn Thành và dành lời khen cho anh rất giống các diễn viên Hàn Quốc. Không những dành lời khen cho Trấn Thành, nhiều người còn trầm trồ về nhan sắc Hari Won. Có vẻ bà xã Trấn Thành ngày càng trẻ trung hơn so với trước đây. Một số ý kiến còn chúc phúc cho cặp đôi ngày càng hạnh phúc hơn nữa và sớm sinh quý tử.